Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở kênh Bóng Đá Hot. Trước khi đến với những thông tin nóng nhất ngày hôm nay, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ tin tức mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng điểm qua những tin chính có trong ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam lục đục nội bộ, thầy Trung nhất quyết mạnh tay, người hâm mộ sững sờ tiếc nuối. Trận nước rút cuối cùng tại bảng D ASEAN 19 đang tới gần, nhưng vấn đề xảy ra liên tiếp với đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN. Sau trận thắng mãn nhãn 6-1 trước đội tuyển nữ Bangladesh vào chiều ngày 25 tháng 9 vừa qua, sáng nay 28 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập đầy hứng khởi để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại vòng bảng ASEAN 19. Trước buổi tập, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những dặn dò đối với học trò của mình. Ông dành một vài phút để trao đổi với Bích Thùy, sau đó thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam tới chỗ của Thanh Nhã và kéo cầu thủ này tới chỗ của Bích Thùy. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã yêu cầu Bích Thùy và Thanh Nhã bắt tay nhau giảng hòa. Nguyên nhân có thể là hai cầu thủ này có chút mâu thuẫn nhỏ trong quá trình sinh hoạt hoặc là tập luyện. Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn đề cao tính gắn kết tập thể. Đây cũng chính là một trong những lý do chính khiến chiến lược gia sinh năm 1951 đạt được nhiều thành công với bóng đá Việt Nam. Chắc chắn những cầu thủ mang cái đầu có tư thù cá nhân, vị chiến lược gia người Hà Nội sẽ thẳng tay loại trừ. Tại buổi tập sáng ngày 28 tháng 9, ông Trung dành nhiều thời gian để nói về trận thắng Bangladesh hôm 25 tháng 9, cũng như trận đấu gần nhất với đối thủ rất mạnh đến từ xứ sở Hoa Anh Đào Nhật Bản sắp tới. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia đội tuyển nữ Việt Nam thành hai đội hình. Đội hình ra sân thi đấu hôm 25 tháng 9 chỉ tập nhẹ với các bài tập đi bộ thả lỏng và vận động căng cơ. Số còn lại ngồi dự bị tích cực tập luyện để hướng tới cơ hội được ra sân trong trận đấu tiếp theo. Xuyên suốt buổi tập là bầu không khí vui vẻ và hào hứng của các cầu thủ khi đã có được hai chiến thắng trước tuyển nữ Nepal và nữ Bangladesh. ASEAN 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp thách thức lớn. Theo thể thức bóng đá nữ ASEAN 2023, 5 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Giống như ở môn bóng đá nam, kết quả với đội đứng cuối bảng sẽ không được tính tới khi xét các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Điều này tạo ra thách thức không nhỏ với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng nhì bảng D với 6 điểm. Ở lượt trận cuối, đội nữ Việt Nam sẽ gặp đội nữ Nhật Bản. Trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 2 với 3 điểm. Cũng ở bảng xếp hạng các đội nhì bảng, nữ Uzbekistan đứng đầu với 3 điểm, Thái Lan đứng thứ 3 cũng với 3 điểm nhưng kém hơn về hiệu số. Trong khi đó Philippines đứng thứ 4 với 0 điểm. Như vậy là 3 đại diện của Đông Nam Á đang cạnh tranh vé đi tiếp quyết liệt và loạt trận cuối vòng bảng sẽ quyết định đội nào lọt vào vòng sau. Ở bảng A, đội tuyển nữ Uzbekistan sẽ gặp chủ nhà Trung Quốc ở trận cuối vòng bảng. Đây là trận đấu được dự đoán khó khăn với nữ Uzbekistan bởi đội tuyển nữ Trung Quốc là ứng cử viên vô địch. Đội tuyển nữ Trung Quốc chưa có vé đi tiếp nên họ sẽ dồn sức ở trận đấu này. Việc đội nữ Uzbekistan thua là điều có thể xảy ra, nhưng họ sẽ cố gắng hạn chế số bàn thua. Đội bóng này đang có lợi thế là hiệu số dương 6 trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng. Ở bảng B, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ gặp đội nữ Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu vào ngày 27 tháng 9 tới đây. Cơ hội để đội tuyển nữ Thái Lan giành chiến thắng và đoạt ngôi đầu bảng là rất lớn. Một kịch bản hòa cũng có thể xảy ra. Tại bảng E, đội tuyển nữ Philippines đối đầu với nữ Myanmar. Tại bảng đấu này, đội tuyển nữ Hàn Quốc đã đoạt vé vào vòng trong. Đội nữ Philippines và nữ Myanmar sẽ cạnh tranh vị trí nhì bảng. Đội tuyển nữ Philippines được đánh giá cao hơn so với Myanmar, do đó sẽ không có gì bất ngờ nếu nhà đương kim vô địch AFF Cup chiến thắng. So với hai đội bóng của Đông Nam Á, Thái Lan và Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn nhiều hơn khi phải gặp Nhật Bản, đội bóng đứng hạng 8 thế giới. Trong 3 lần chạm trán đội bóng này, đội tuyển nữ Việt Nam đều thua và không ghi được bàn nào. Nhìn chung cuộc đua giành vé đi tiếp là rất khó lường khi mà nhiều bảng đấu vẫn chưa ngã ngũ. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam cần hạn chế số bàn thua ở trận gặp Nhật Bản sắp tới để gặp thuận lợi khi xét hiệu số với các đội nhì bảng khác. Đội tuyển nữ Việt Nam đang có hiệu số là dương 2, thấp hơn so với Uzbekistan nhưng cao hơn so với Thái Lan là dương 1 và đặc biệt là Philippines, âm 4. Một kịch bản có thể xảy ra đó là đội tuyển nữ Việt Nam đua hiệu số với Philippines để giành vé vào vòng trong. Để đi tiếp, đội tuyển Việt Nam sẽ cần hạn chế bàn thua trước đội tuyển Nhật Bản và hy vọng Myanmar làm nên chuyện trước Philippines, nhà đương kim vô địch AFF Cup. Yếu tố trẻ ở tuyển nữ Việt Nam. Tuyển nữ Việt Nam đang có những sự thử nghiệm với các cầu thủ trẻ tại ASEAN 19. Để có thể tạo ra bước chuyển giao các thế hệ, huấn luyện viên Mai Đức Chung
còn nhiều việc phải làm. Trong đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam tham dự ASEAN 19, nhiều gương mặt trẻ đáng chú ý như các hậu vệ Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Lan Anh, Lương Thị Thu Thường, Trần Thị Duyên, tiền vệ Thanh Nhã, tiền đạo Tuyết Ngân, Thúy Hằng. Các nhân tố này đã được huấn luyện viên Mai Đức Chung trao cơ hội ra sân ở trận đấu với Nepal và Bangladesh. Cả hai trận đấu các cầu thủ đều đã nỗ lực và giúp tuyển nữ Việt Nam có những chiến thắng cách biệt. Đây là giai đoạn mà tuyển nữ Việt Nam đang có sự chuyển giao. Chính vì vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung xem đó là những cơ hội thử nghiệm để hoàn thiện. Cũng vì thế mà dù tuyển nữ Việt Nam đã thắng Bangladesh đến 6-1, vẫn chưa khiến huấn luyện viên Mai Đức Chung hài lòng. Ông nói rằng, một số vị trí vẫn chưa tốt lắm, đặc biệt là các vận động viên trẻ cần phải rèn luyện thêm. Bảng xếp hạng FIFA đã phản ánh đúng phần nào thực lực của đội bạn. Tuyển nữ Bangladesh có xếp hạng thấp hơn so với đối thủ ở lượt trận 1 là tuyển nữ Nepal. Dù vậy, chúng tôi cũng không hề chủ quan và đã quan sát đội bạn thi đấu với Nhật Bản một cách kỹ lưỡng. Đúng như dự đoán, tuyển nữ Bangladesh chủ động chơi phòng ngự chặt, tìm kiếm cơ hội để phản công. Ngày hôm nay, các cầu thủ đã thực hiện được chiến thuật khi triển khai được các tình huống mở biên, nhưng vẫn chưa thực sự hiệu quả khi không khoét sâu được vào cánh trái của họ. Chúng ta vẫn bỏ lỡ cơ hội, nên tôi cũng không thực sự ưng ý. Trần Thị Duyên là một trong những nhân tố trẻ được huấn luyện viên Mai Đức Chung trao cơ hội. Cô đã ghi một bàn thắng trận gặp Bangladesh, nhưng cũng mắc lỗi dẫn đến quả 11m, khiến tuyển nữ Việt Nam nhận bàn thua. Đây cũng là cầu thủ hứa hẹn sẽ là thế hệ kế cận cho tương lai của tuyển nữ Việt Nam. Trần Thị Duyên cho biết, khi ghi được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm qua, bản thân tôi rất vui và tự hào khi đóng góp một bàn thắng vào thành tích chung của đội tuyển nữ Việt Nam. Đó cũng là động lực để tôi cố gắng tập luyện tốt hơn để được ban huấn luyện trao thêm cơ hội vào sân. Trần Thị Duyên nói thêm, tôi và toàn đội sẽ cố gắng quyết tâm đến với trận đấu gặp Nhật Bản ngày 28 tháng 9 tới đây. Bản thân tôi cũng sẽ cố gắng tập trung tối đa. Nếu được trao cơ hội vào sân, tôi sẽ nỗ lực thể hiện hết khả năng và cùng đồng đội có được kết quả tốt nhất. Sau hai trận trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, ở trận đấu quyết định, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ sử dụng đội hình chính thay vì tiếp tục thử nghiệm các cầu thủ như trong trận đấu vừa qua. Ông Chung cho biết, đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Mọi người đã chứng kiến Nhật Bản chơi tốt thế nào tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 vừa qua. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết khả năng. Có thể không sắm vai kép chính, còn cơ hội ra sân vẫn rộng mở với các cầu thủ trẻ. Trước một đối thủ mạnh như Nhật Bản là cơ hội để tích lũy, cọ sát. Để có được điều đó, chúng ta cần có kết quả tốt. Yếu tố trẻ ở tuyển nữ Việt Nam cần được phát huy nhiều hơn. Đây là giải đấu mở ra những cơ hội lớn cho các cầu thủ tiềm năng. Điều quan trọng là huấn luyện viên Mai Đức Chung đã dám thay máu ngay ở sân chơi châu lục. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới, sáng nay tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập gym tại khách sạn trước khi ra sân tập vào buổi chiều, tiếp tục thực hiện các bài tập chiến thuật. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung còn một ngày để chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu mang tính quyết định tại vòng bảng ASEAN 19 gặp tuyển nữ Nhật Bản trên sân vận động Wenzhou Olympic ở Ôn Châu, Trung Quốc. Nội dung trên đây cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những video trên kênh Bóng Đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.